11 giờ giật đầu dậy vì bé em alo nói chị ơi đi ăn buffet em mai. Đến Aeon vào cổng D lên thẳng tầng 3 là tới liền. Ủa người đâu? Người đâu mất tiêu rồi? À hello. Không gian của quán có cái view nhìn ra ngoài trời rất là đẹp. Buffet buổi sáng sẽ là gói này. Lần trước á mình ăn rồi mà gọi món riêng, còn lần này được bao nên mình chọn gói buffet. Ở đây nổi tiếng nhất là thịt bò mà riêng cái quầy salad ở đây rất là ngon. Có nhiều loại sốt ăn kèm á nên hệ nào cũng hợp gu hết trơn á. Mà buffet ở đây á gọi món không hề có giới hạn nên mình cứ thông thả mà gọi món. Ủa hình như là mình kêu hơi lố. Món á mà chắc chắn khi đến đây nhất định phải kêu lên đó là combo bò nướng đá. Đó mọi người thấy không, phong cách nướng thịt rất là đặc biệt. Mà ăn như này á thịt lúc nào cũng nóng hổi hết trơn á. Mà ở đây á còn có rất là nhiều loại sốt cho mình lựa chọn. Tim mà thích ăn thịt bò thì nhất định phải thử nha. Tất nhiên là không thể nào bỏ qua sốt phô mai béo ngậy. Miếng thịt bò mềm có gân nha sực sực mà có cái sốt mình rất thích ăn luôn mà không nhớ cái tên sốt là gì. Trong combo á còn có thịt heo quay và sườn nướng sốt BBQ nữa đó. Đây nè món hamburger kiểu Nhật mà lần trước mình ăn trời ơi nó ngon nhất cái nách luôn. Bé em của mình cũng đang ngồi bên kia hì hục nướng thịt. Còn đây là sườn nướng BBQ. Lần trước mình ăn nó ngon lắm mà sao lần này á hình như là ướp nhiều sốt quá nên nó hơi bị ngọt. À lưu ý giá buffet ở đây là chưa bao gồm nước đâu đó nha. Mà thôi mình khỏi gọi nước á, mình để dành bụng mình kêu món lên ăn nhiều chứ nó đã. Mà cũng ngộ khi mình ăn ở đây á muốn ăn buffet là phải đi từ hai người. Mà đang ăn no muốn ná thở sợ ăn không hết mà anh nhân viên ảnh nhiệt tình lại hỏi anh chị muốn dùng thêm gì nữa không. Min á là ngừng ăn rồi đó, vậy mà đứa em của Min nó còn quất thêm 3 cục kem chà bá lửa rồi bill ra đẩy qua để lại hai đứa hống 2 triệu trả tiền rồi chứ đơn anh xã trả tiền. Ủa tính ra không được chơi game luôn.